Camera đẹp chưa ta? Đẹp trai chưa nhờ? Mình thì đẹp trai đó, còn Sammy sao nhìn xấu quá ta? Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình chính là Sammy Nước. Anh em ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một video chơi mini game và sau đó chiến thắng và giành được phần thưởng nha anh em. Và phần thưởng lần này là gì nào? Như lần trước thì mình có chơi chung với cây Ron, thì mình đã nhận được một cái phần thưởng, chính là một cái loa hình cái nón của Iron Man. Thì cái loa này mở nhạc nhảy khá là sung đó. Các bạn nào đã xem cái clip đó chưa? Clip đó mình với cây Ron quẩy Vina hay sung vãi sung luôn á. Thì lần này phần thưởng lần này là gì nào? Thì mình sẽ cho anh em xem nha. Phần thưởng lần này chính là cây rìu anh em ơi. À không phải là cây rìu của Thor đâu nha. Cây rìu chính là cây rìu 1K. À, đây mày thấy không? Đây chính là cây rìu 1K nè. Và cây rìu nó làm bằng nhựa rất là dở luôn. Các bạn nhìn sau lưng của nó, cái sau lưng của nó là chấm không luôn, không có gì luôn. Nó là một mỏng đúng rồi. Nó mỏng lắm. Nó chỉ có đằng trước vậy thôi nè. Nè. Đó, đây là cây 1K nha anh em. Đây là cây 1K nè. Và anh em thấy cây rìu nó bị tròn, nó bị mất cái phần này không? Các bạn biết phần này là gì không? Một tí nữa các bạn sẽ biết nha. Một tí nữa sẽ bật mí cho anh em nha. Đây là cây rìu 1K nha. Chặt gỗ. À, cây rìu 1K. Còn đây chính là cây rìu 100K. Đây. Anh em thấy gì không? Đây chính là cây rìu 100K nè anh em. Trời ơi. Cái này bằng thiệt là cái này mỏng lắm luôn. Cái này là tàu lao, cái này nặng lắm. Ôi trời. Nặng quá. Nặng quá Sim ơi. Để lộn nhầm xăm thử coi. Hả? Đâu, nặng lắm. Nặng quá. Thánh diễn sâu. Ok, dở bạn thôi, bạn coi nè. Đây chính là cây rìu 100K. Anh em nhìn nè, cây rìu 100K. Ui, ngầu không? Ồ, quá ngầu luôn. Cái của ta có dính mẫu nè, đẹp không? Dính mẫu nè. Cái của tôi là nó có cái đầu lâu của cái con gì, con này là con gì, con dương dương, con sơn dương, đúng rồi, đây. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Cây rìu 100K. Cái này là bây giờ là chặt rồi, nét cái máy quay phim luôn rồi. Chặt. Ê, 15. Cái này nó rẻ hơn nha, 15 củ nha. Nhớ điều đó nha. Chặt thử thôi, chặt thử coi có bể không. Ok, mình giỡn với anh em thôi chứ đập một cái là coi như là bị hư cái máy quay phim, là bà Sammy phải đập vô mặt mình luôn anh em. Đó, để cho cây rìu 100K này nha. Còn cái này là cây rìu 1K. Hai đứa mình sẽ thi đấu với nhau. Người nào thua sẽ phải nhận cây rìu 1K, còn người nào chiến thắng sẽ được cây rìu 100K. Ok, chúng ta bắt đầu thi đấu thôi nào. Let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình đã mời Sammy vào trong mini world với mình ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái trò mini game. Thì cái trò này sẽ là khác những trò lần trước, bọn mình sẽ không chơi bắt cua hay là đua xe nữa, mà bọn mình sẽ chơi một cái trò là bọn mình sẽ nhảy từ trên một cái độ cao là 1000 block anh em ơi. Và mình khi mà mình rơi xuống dưới đó thì mình sẽ tìm một cái hố nước và mình sẽ đáp xuống dưới nước. Và nhiệm vụ của bọn mình là mỗi người phải kiếm được ở bên dưới đó một cái gì ta, người ta gọi là gì ta, một cái cần gạt đó. Người nào mà kiếm được cần gạt nhiều hơn thì người ấy sẽ chiến thắng, hiểu không? Ok, hiểu rồi. Ok rồi, chuẩn bị nha. Dìm nhảy xuống sớm vậy. Rồi xong. Có chết không? Không. Không chết là ok, tới lượt tôi nhảy nè. Ơi, dạ. Rồi, trời ơi, Sammy nhảy từ hả? Tôi nhảy xuống một lần tôi qua luôn nè, nhìn nè. Đó. Thì đập mặt cho tôi. Rồi xong luôn. Phải rồi, chích béo ơi. Ok, lại. Lại bạn ơi, nháp. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên đây nha. Đây, mình sẽ đứng bên đây nè. Bên đây nhảy cho nó gần. Nhảy xuống. Hey. Dạ. Ha, rồi mình thấy cái lỗ rồi. Ok. À. Nhảy xuống dưới đây, sau đó chúng ta sẽ đây có cái hố nước các bạn thấy không? Nhiệm vụ chúng ta là phải nhảy vô cái hố nước này nè. Đó, nhảy vô xong chúng ta sẽ bơi ra ngoài. Và ở bên ngoài sẽ có một cái cần gạt, chúng ta sẽ lấy cái cần gạt đó. Ôi chết, Sammy lấy cần gạt của tôi rồi. Tôi thắng rồi. Ê, trả đây. Trời, chết rồi mấy bạn ơi, Sammy lấy được cần gạt rồi, không được. Kiểu này chắc mình thua quá, không được. Ok. Rồi, bây giờ phải gạt cái này lên nè, sao đứng dưới đây cho mình chết, hiểu không? Chết xong mình hồi sinh ở trên đó, hiểu không? Đó, đứng vô. Rồi ok, tôi chết nè. Rồi ok, chết mấy bạn ơi, nguy cấp rồi. Sammy đã lấy được một cái cần gạt rồi, mình không thể nào để thua được mấy bạn ơi. Chết rồi. Mình phải qua mạng 2 ngay, qua mạng 2. Giữ nha, giữ cái cần gạt trong người nha. Ok rồi, giờ nhảy xuống đây. Ok, lần này mình phải là người chiến thắng anh em ơi, không thể nào để Sammy giữ cần gạt được. Ok, đó, xuống đây, rồi. Ui, cái hố nè, tuồn quá. Đó, trời, rồi, thấy nè, thấy cái lỗ rồi nè, cái lỗ nước rồi nè, chui vô. Ui. Ok, mình đã tới đây anh em ơi. Rồi leo lên. Ok, rồi. May quá, đắp đất thành công rồi. Ok, một cái cần gạt nè. Đó, vậy là Sammy có một cái. Mình có một cái, vậy là hai đứa hoài đó. Ok. Rồi, tôi chết nè. Ok. Rồi. Bây giờ đến cái thứ ba anh em ơi. Chạy nhanh. Phải cố gắng thắng mới được, không thể nào để thua được anh em ơi. Đó. Ui, nhảy xuống. Hey, ui cái này sao sáng quá vậy? Sao thấy đường được? Ui, trời ơi. Ok, nhảy xuống nè. Tôi bị tròn, sao thấy đường?
Ai biết, kệ bà, tôi cũng cần biết. Hả? Trời, mấy cái lỗ này nó bị, mấy cái lỗ nước nó bị che lại anh em ơi. Ui. Ôi mày quá má, mình nhảy dưới được rồi. Tôi cũng được nè. À, chết queo luôn, nhảy sai rồi, cái hố này mới đúng nè. Ok, hai cần gạt. Yeah, mình đã có được hai cái cần gạt anh em ơi. Còn... Ủa trời này có mấy cần gạt vậy? Hả? Trời này hình như là có khoảng 6 hay 7 cần gạt vậy, tôi không nhớ nữa. Vậy tôi vẫn là cơ hội thắng đúng không? Đúng rồi, kệ bà, nói chung là tôi sẽ cố gắng chiến thắng được trò này. Tôi lấy được cây rìu 100k. Ok, đó, mình đã vượt qua được cái màn thứ 3 nè. Bây giờ là đến màn thứ 4 nha anh em. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Sammy đi chậm quá vậy, Sammy ăn thịt gà đó, chạy chó nhanh. Ok, màn thứ 4 nè. Ui, màn thứ 4 nhìn đẹp quá vậy. Wow, ok, để coi coi. Bây giờ nhìn rối quá ta. Ok, chắc là mình sẽ nhảy trong cái chỗ giữa nè. Đó. Ui, né né né, ui né né né. Ui né mà né được anh em ơi. Né nè, né nè. Trời ơi, đỉnh cao anh em ơi. Né nè. Trời ơi, vô luôn nè. Không chiến thắng rồi. Yeah. Ok. Mình đáp đất thành công rồi anh em ơi. Yeah. Leo lên, leo lên. Rồi, cái cần gạt đâu? Cần gạt, cần gạt, cần gạt. Cần gạt đâu? À đây đây, cần gạt đây, cần gạt đây. Ba cái cần gạt rồi anh em ơi. Ok. Đứng giờ đây cho mình chết nè, mình hồi sinh lên nè. Đó. Vậy là nếu ông có thêm cái là ông thắng rồi. À đây màn màn này là màn thứ tư nè đúng không? Màn thứ tư nè. Màn thứ tư hay màn thứ năm? À màn thứ năm nhầm. Ui, cái này nó làm bằng kính anh em ơi. Trời ảo lắm nha. Chúng phải là chết luôn á. Ui ơi, né nè, né nè. Ui né. Né. Trời ơi, dễ dễ, cái này cũng dễ anh em ơi. Ok ok. Ha, à, mình đáp đất thành công rồi nè, đất thành công nè. Oh no, Sammy lấy được cần gạt của mình ơi. Hai cái rồi. Thôi kệ, có hai cái à, mình lấy được ba cái lần anh em ơi, không sao, mình vẫn hơn cái. Đứng vào đây. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra, để tôi chết trước, để tôi chết trước. Tôi phải là người chết trước. Ok. Rồi, chạy nhanh anh em ơi, chạy nhanh. Sammy nó đang chuẩn bị nó qua cái màn thứ 6 anh em ơi. Trời ơi, mình phải chạy nhanh. Rồi, tránh ra, chỗ này là chỗ của tôi, tránh ra. Ok, cố gắng lên. À, Sammy đâu vậy? À, màn thứ 6 nằm cuối cùng nè cô nương, đi đâu vậy? Bị lạc đường rồi, trời ơi, sai đường rồi, đường này nè. Trời ơi, mình chỉ cần lấy được thêm cần gạt thôi là mình win anh em ơi. À, chạy nhanh. Chạy nhanh lên. À, đây màn thứ 6 nè. Ui, màn này đẹp thế. Ơ như cầu vồng luôn. Ui. Ui, cái màn này là cũng có 5 cái hồ nước giả nè nha, coi chừng nha. Cái hồ này là hồ thật đây, hồ này là hồ thật. Ok, mình sẽ chọn cái hồ này coi. Cái hồ màu trắng nè anh em, mình sẽ chọn thử cái hồ này coi. Hồ thật. Yeah. Rồi xong, hồ dung nham. Chết luôn. Sammy cũng chết anh em ơi, không sao. Cậy. Ê he, chạy nhanh. Ok, cái hồ ở gần cái rương là sai nè. Để coi cái hồ này là hồ đúng nha. Mình phải chạy nhanh mới được. Ok, tới nơi nè bạn ơi. Tiếp tục thế nào? Nhảy xuống. À, hèn gì mình thấy cái này nó dễ, nó không có chướng ngại vật nữa hết. Hóa ra nó trang trí mấy cái lỗ này làm có mấy cái lỗ là giả, mấy lỗ là thật. Đó, ok từ. Ê! Ui, lại sai nữa rồi. Xong luôn, tiếp theo luôn. Sammy cũng sai luôn hả? Ok, thôi tiếp. Ok, tới nơi các bạn ơi. Nhảy thôi. Hey. Rồi, từ nãy hồi nãy là mình test cái hồ bên đây, cái hồ bên đây là sai nè. Bây giờ mình sẽ thử cái hồ bên đây. Ok, cái hồ bên đây nha. Ok. Nhảy thử cái hồ bên đây nè. Ây-ya. Đúng đi. Ok, đúng rồi các bạn ơi. Yeah. Ok, Sammy bắt trước mình, Sammy nhảy cái hồ này luôn các bạn ơi. Ăn vàng. Ok, lấy cần gạt nè. Rồi. À, tôi lấy được rồi, còn lâu. Này thì chơi bắt trước hả? Thấy tôi nhảy cái hố này cái nhảy theo hả? Trời ơi. À. Ê, mày đâu thắng rồi hả? Ok, lên đây đi, hồi sinh lên đây đi. Rồi xong mình coi bà kiếm được bao nhiêu cần gạt. Đâu rồi? Rồi bây giờ bà vứt cần gạt coi bà được bao nhiêu cái. À, tôi đang cầm 5 cái luôn á. Xạo. Cái này có 6 màn rồi bà tôi đang cầm 4 cái mà bà cầm 5 cái hả? Xạo không? 5 cái được. Xạo. 1 nè, 2 nè. Ôi có 2 cái à. Xạo. Chết đất ơi, xạo hả? Tôi nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Tôi lụm được 4 cái, bà lụm được 2 cái, có nghĩa là tôi là người chiến thắng. Yeah bạn ơi, mình đã chiến thắng các bạn ơi. Ok, trời ơi, quá hợp lý luôn. Mình lụm được cái tận 4 cái lần Sammy, chỉ lụm được có 2 cái thôi. Có nghĩa là mình lụm được gấp đôi Sammy là mình đã chiến thắng rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mở cửa, chúng ta đi qua nè. Hình như là mở cửa ở đây các bạn ơi. Đây, mình gắn cái này vào đây. Đó, gạt hết mấy cần gạt này. Rồi, chúng ta sẽ đi qua cái cửa là chúng ta sẽ chiến thắng. Quay đứng lại coi, tôi chiến thắng mà, có phải bà chiến thắng đâu mà bà giành đường của tôi. Ok, ui, cái đường này đẹp quá vậy. Ủa, cái đường này đường cầu vòng đẹp quá vậy. Wow, ui ảo quá à. Ui, ở đây nè.
ngôi sao để win nữa bạn. Ăn ngôi sao này là win nè. Win, yeah. Ok bạn ơi, mình đã chiến thắng rồi bạn ơi, yeah. Ok, và anh em ơi, mình chính là người chiến thắng anh em ạ. Trời, cái trò chơi này dễ ẹt nhưng mà Sammy thua hoài. Từ bữa đến giờ là Sammy thua mình hoài luôn anh em. Vậy là coi như cây rìu 100k đã thuộc về mình rồi. Thôi, mỗi lần mà Sammy mà chọc mình ha, mình sẽ lấy cây rìu ra mình bổ đầu Sammy. Xin lỗi. Ông mà tôi có cái rìu 1k cũng rất là bác sĩ nha. Thôi, cái rìu 1k nè anh em. Các bạn nào thắc mắc tại sao cái rìu 1k chỗ này nó lại bị mất không? Mình sẽ bật mí cho anh em nha. Thật ra cái rìu 1k là dùng để trang trí anh em ơi. Ở đây mình có một cái vòng nè. Đó, mua cái rìu 1k này chúng ta sẽ được tặng thêm một cái vòng. Anh em biết cái vòng này để làm gì không? Vòng này chúng ta đeo lên đầu anh em. Mà đeo đầu để làm gì nào? Mình sẽ cho anh em xem nha. Bây giờ nè. Làm gì hả? Trả rìu coi rìu của tôi mà. Làm cái ghê quá. Đây. Cái rìu nè anh em, mình sẽ gắn cái này vào trong cái vòng này, mình sẽ gắn cho anh em xem nha. Đây, mình sẽ gắn cái rìu trong cái vòng nè. Đó, gắn thế này phải không ta? Đúng rồi. Gắn thế này hay là thế này? Ok, gắn thế này mới đúng. Ok, để mình gắn cho anh em xem nha. Đây. Mình sẽ gắn vào đây, nó có cái lỗ nè anh em, thấy mấy cái lỗ không? Đây. Đây, anh em có thấy mấy cái lỗ đây không? Mấy cái lỗ này chúng ta sẽ gắn vào trong đây nè. Đây có cái lỗ nè. Đó. Chúng ta sẽ gắn vào trong đây. Mình sẽ gắn cho anh em xem nha. Gắn vào nè. Cái đầu tiên nè, móc vào đây xong gắn vào trong đây nữa. Khổ quá ta. Ok, gắn vào được anh em. Thì nó sẽ được như thế này nè anh em ơi. Khi mình gắn vô thì nó sẽ được như thế này nha. Sau đó chúng ta chỉ cần đeo lên đầu. Đây, Sammy lại đây. Sammy tôi đeo cho. Lại đây. Đeo được đây nha. Ừ, qua đây. Lùi xuống, lùi xuống cho các bạn thấy. Ủa các bạn xem nha, mình sẽ đeo cho Sammy nè. Đó. Ta da. Các bạn nhìn giống như là có cây rìu nó cắm lên đầu của Sammy vậy các bạn nè. Để thế này nè. Ui. Ui, Sammy lắc đầu coi. Không rớt nữa các bạn ơi. Ôi, nhìn y hệt như Sammy bị ai đó cắm cái cây rìu ở trên đầu vậy. Có máu đó nè. Ủa tôi nhớ ông tặng tôi cái này mà sao tôi lại găm đầu lên đây? Thì cái này để trang trí mà. Nếu như các bạn không biết á thì sắp tới sẽ là Halloween mấy bạn, cho nên là Sammy là đeo cái này vô là nhìn rất là hợp luôn. Đi chơi Halloween rất là vui luôn nè, gắn này lên nè. Người ta nhìn là ta ai cũng sợ anh em ơi. Còn mình thì chắc mình sẽ đóng vai hiệp sĩ hay gì đó, mình có được cây rìu 100k. Còn Sammy là thua cho nên Sammy chỉ được cây rìu 1k gắn lên trên đầu thôi. Nhưng mà thấy cây rìu cũng đẹp quá ta. Tức là các bạn để ý đi, cây rìu này nhìn cũng đẹp lắm, đâu phải là xấu đâu đúng không các bạn? Đổi ông thử đổi, ông thử đổi. Thôi tôi thử đổi coi. Nè. Ô, ngừa coi. À đây nè. Ông nút quá, đeo được rồi không ơi. Nó dương cái mắt kính, để các bạn xem nè. Đó. Nó dương mắt kính của tôi không được. À đó. Đó, bạn thấy không? Ôi, nhìn y hệt như mình bị ai đó gắn cái cây rìu đầu, chặt cái cây rìu đầu các bạn. Ôi. Rồi. Oh my god. Dạ không? Tôi đang ngậm đầu. Đây bạn thấy không? Đây là hậu quả của việc là chọc giận con gái nè. Nó ghim, thấy không? Một các bạn phải nhớ là đàn ông chúng ta rất là khổ, chỉ cần chọc giận con gái thôi là nó cắm cái cây rìu, lấy cây rìu nó chặt đầu mình luôn á, này thấy ghê không? Rồi, sợ vậy. Ok. Thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và ok, tạm biệt anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.